Chúng ta đến với bài tập số 4 trong nội dung A Closer Look 2 của Unit 3. Bài tập số 4 là tiếp tục liên quan đến từ để hỏi. Từ để hỏi ở phần bài tập 3 chúng ta làm rất kỹ về who, which và what. Rồi, thì sang bài tập số 4 này là người ta gợi ý cho chúng ta là làm việc theo những cặp, viết ra những câu hỏi và trả lời chúng. Ví dụ thế này, người ta gợi ý cho chúng ta là who do shopping your family? Nhìn vô đây là chúng ta biết là người ta muốn mình ra câu hỏi gì? Ai là người đi mua sắm trong ngôi nhà của bạn? Chính xác đúng không? Ai đi mua sắm trong gia đình của bạn? Thì mình hỏi. Ví dụ mình trả lời mẹ mình hay bố mình, tùy vào mình trả lời. Mình thích trả lời ai cũng được, đúng không? Nhưng quan trọng mình phải hỏi đúng cách người ta muốn cho mình hỏi này. Vậy thì câu số 1. Câu số 1 thế này. Who? Đã hỏi ai là phải who liền, các bạn nhớ cho thầy nhá. Does the shopping? Who does the shopping in your family? Đó. Ai là người đi mua sắm trong gia đình của bạn? Được chưa? Đấy thì mình trả lời luôn. Trả lời ai các bạn? Viết câu trả lời luôn. My hoặc là my dad, cha tôi, hoặc là my mom, mẹ tôi, hoặc là ai, tôi, I do, đó cũng được, vân vân. Tùy các bạn. Đó, và muốn hỏi viết ai cũng được ha. Rồi, đó là my dad, my mom là phải có does các bạn nha. Bởi vì đây là ngôi số 3 số ít mà nha. My dad hay my mom phải có does. Mình là I do, mình là do, được chưa? Rồi, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai này các bạn. Câu thứ hai là mình, người ta muốn mình hỏi cái gì? Đúng rồi. Ở trường của bạn ai là hiệu trưởng đúng không? Ai là hiệu trưởng của trường của bạn? Hiệu trưởng này, principal. Principal đó là hiệu trưởng trường của chúng ta chứ, xin lỗi, không phải trường của bạn, trường chúng ta. Ai là hiệu trưởng của trường của chúng ta? Thì các bạn biết sao? Who, ai là tiếp tục who đúng không? Who is the principal? Principal gì nữa bạn? In our school. In our school. Đó. Được chưa? Đó. Thầy hãy to quá các bạn dễ. Để thầy nhỏ lại một xíu. Đó. Ai là hiệu trưởng của ngôi trường của chúng ta? Thì mình có thể trả lời ai? Mr. Long Linh. Long Linh, Mr. Long Linh tên thầy. Thầy chắc chưa làm được hiệu trưởng đâu các bạn. Rồi, đó là câu số 2. Câu số 3. Câu số 3 là môn học nào mà bạn thích hơn giữa môn tiếng Anh và môn toán? Tôi thích tiếng Anh hơn hay là tôi thích toán hơn? Đó, vậy thì câu quan trọng là câu hỏi và câu trả lời này các bạn phải viết cho đúng rồi nha. Khi đã có giới hạn sự lựa chọn rồi thì các bạn nhớ chưa? Môn tiếng Anh hay môn toán, người ta chỉ hỏi là thích một trong hai môn đó thôi. Thì khi đã có giới hạn sự lựa chọn rồi thì các bạn dùng từ gì để hỏi? Và trong cái bài tập số 3 thầy giảng kỹ cho các bạn rồi đó. Dùng từ gì? Which, đúng không? Lúc này không có dùng what nha, mà phải dùng which. Which. Đó, các bạn nhớ nè. Which subject? Đó, môn học nào, đây là có giới hạn rồi nha. Do you like? Do you like better? Phải. Hai sự lựa chọn, English or English or maths. Đó, phải hỏi như thế. Thì khi mình trả lời thì tôi thích tiếng Anh hơn toán, thì mình phải trả lời sao? Chỗ này nhiều bạn không làm được này, để ý này nha. Tôi thích cái gì hơn cái nào? Các bạn dùng cấu trúc gì cho thầy? I prefer. Đó. English to, nhớ chỗ này là phải giới từ to cho thầy nha. Maths.
tiếng Anh hơn là môn toán. Chỗ này nếu tôi thích toán hơn tiếng Anh thì các bạn chỉ cần thấy I prefer maths to English. Cũng được, đó à ha. Quan trọng là mình phải viết đúng công thức. I prefer something to something. Tôi thích cái gì hơn cái gì đó. Ok, câu số 4. Câu số 4 dễ rồi. Cái lễ hội nào là quan trọng nhất ở Việt Nam? Đúng không nào? Lễ hội nào là quan trọng nhất ở Việt Nam? Vậy thì mình phải viết làm sao? Lễ hội nào là quan trọng nhất ở Việt Nam các bạn? What is the most important festival in Vietnam? Việt Nam thầy viết tắt nha. Đó, what is the most important festival in Vietnam? Ok, lễ hội nào là quan trọng nhất ở Việt Nam? Thì mình có thể trả lời là gì các bạn? Lễ hội năm mới đi. The lễ hội Tết Nguyên Đán của chúng ta đó. The Lunar New Year. Đó, vậy thôi. Is cũng được. Đó. The Lunar New Year. The Lunar New Year. Lễ hội là năm mới đó. Năm mới Tết Nguyên Đán của chúng ta đó. Rồi, đó là câu số 4. Bây giờ câu cuối cùng nè các bạn. Câu cuối cùng là câu số 5 nè. Cái nhóm dân tộc nào là có dân số lớn hơn giữa người Khmer với người Chăm? Cái nhóm dân tộc nào? Đúng không? Thì các bạn nhìn thấy đã có giới hạn rồi nè. Người ta hỏi giữa người Khmer với người Chăm thôi. Thì buộc phải dùng which nè, đúng không? Rồi vậy thì chúng ta cứ thế là chúng ta dùng thôi. Which, which ethnic group, ethnic group, đó, nhóm dân tộc nào has, has nha, chữ h các bạn nha, h a s này, has, has a larger, so sánh hơn đó, đúng không nào, population, population, phải, the Khmer, 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 or the Cham. Đó, người Cham hay người Khmer đúng không nào? Đúng rồi, Khmer hay người Cham đây. Thì mình có thể trả lời là gì các bạn? Về mặt dân số thì dân tộc nào nhiều hơn các bạn? Hình như người Khmer hơn, đúng không? Người Khmer, the Khmer, the commanders. Đó, ok. Rồi, vậy thì ta làm xong câu số 5. Như vậy là liên quan đến phần dùng từ để hỏi, chúng ta cũng đã làm xong. Rồi, hẹn các bạn video tiếp theo. Chúng ta đến với phần tiếp theo về tập số 5 liên quan đến mạo từ. Rất là hay. Rồi, chào các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo.